Sau 12 năm, đội tuyển Việt Nam mới trở lại sân chơi Asian Cup. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là cố gắng giành tấm vé vào vòng knockout. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi Việt Nam nằm trong bảng với những đối thủ rất khó chơi là Iraq, Iran và Yemen. Iran là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Asian Cup năm nay, là đội có thứ hạng cao nhất châu Á trên bảng xếp hạng FIFA. Vì vậy, nếu đội tuyển Việt Nam trắng tay trước đội bóng 3-4 cũng không có gì lạ. Chính vì thế, Việt Nam phải chắt chiu từng cơ hội trước hai đối thủ còn lại là Iraq và đặc biệt là Yemen. Cách đây tròn 1 năm, tuyển U23 Việt Nam từng đánh bại U23 Iraq ở vòng chung kết U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc. Giải đấu mà U23 Việt Nam đã làm nên cơn sốt tại khu vực châu Á. Hầu hết những cầu thủ từng tham dự trận đấu đó hiện là trụ cột của đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2019. Đội tuyển Việt Nam cũng đã có phong độ rất ấn tượng khi có chuỗi 18 trận bất bại, đăng quang ngôi vương Đông Nam Á. Tuy nhiên, với Iraq, họ mang tới giải đấu năm nay những gương mặt của đội tuyển quốc gia, chứ không phải những thành viên của U23. Chính vì thế, sự khác biệt về chuyên môn và đẳng cấp cũng sẽ khác. Iraq lúc này được đánh giá mạnh hơn Việt Nam rất nhiều. Phong độ của Iraq thời gian qua cũng khá ấn tượng khi chỉ nhận duy nhất một thất bại trước Argentina trong trận giao hữu hồi tháng 10 2018, còn lại toàn hòa và thắng suốt từ tháng 3 2018 tới nay. Trận đấu giữa Việt Nam và Iraq sẽ được tổ chức trực tiếp trên hai kênh VTV5 và VTV6 của đài truyền hình Việt Nam. Bên cạnh đó, người hâm mộ Việt Nam cũng có thể theo dõi trực tiếp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thi đấu trên website Thể thao 247. Để phục vụ quý độc giả, Thể thao 47 sẽ cập nhật link xem trực tiếp trận đấu giao quân của Việt Nam và Iraq vào tối 8 tháng 1. Chúng tôi sẽ gửi tới quý độc giả những diễn biến chi tiết nhất và chính xác nhất. Đồng thời, Thể thao 247 cũng cập nhật những video tình huống nóng hổi nhất trong thời gian trận đấu diễn ra.